Về An Giang, chắc hẳn mọi người đều biết đến miếu Bà Chúa Xứ, núi Sam, núi Cấm hay những hàng thốt lốt giữa những cánh đồng bao la phì nhiêu, nhưng quên đi một khu rừng đầy duyên dáng, thước tha, khoác lên mình màu xanh giữa đất trời An Giang. Không đâu khác, đó là rừng Tràm Trà Sư. Cách khu vực biên giới Việt Nam và Campuchia chỉ khoảng 10 km, cách Châu Đốc khoảng 30 km, rừng Tràm Trà Sư được trồng theo mô hình hệ sinh thái vùng nước ngập mặn phía Tây sông Hậu. Khi đến với rừng Tràm, bạn không chỉ bị thúc hồn bởi bạt ngang rừng xanh rợp bóng hai bên, giữa là con sông chở theo một màu xanh của bèo, khiến cho không cảnh xung quanh thêm nên thơ. Tiếp xúc cực gần với hàng loạt các loài chim nước, động vật hoang dã quý hiếm, bởi nơi đây còn được phát triển để trở thành ngôi nhà chung, khu bảo tồn của rất nhiều sinh vật vùng đất Tây Nam Bộ. Rừng Tràm Trà Sư là địa điểm du lịch lý tưởng cho những ai tìm kiếm một nơi thư giãn, yên tĩnh với thiên nhiên nhưng không nhàm chán, tẻ nhạt. Có 3 loại hình tham quan tại rừng Tràm Trà Sư để bạn có thể trải nghiệm không khí và cảnh vật nơi đây. 1. Các bạn sẽ di chuyển bằng xuồng ba lá, nhẹ nhàng thư thái, tham quan rừng tràm, nghe tiếng hót của các loài chim, nghe tiếng rót rét hay âm thanh của cô lái đò cọ vào thành thiên, cảm nhận làn gió nhẹ nhẹ, ung dung thư thái giữa rừng. Một thuyền có thể chứa tối đa từ 3 đến 5 người. Xuyên suốt chuyến đi, các bạn có thể ngắm cảnh, tham quan, thoải mái yêu cầu cô lái thuyền dừng lại để chụp một vài tấm ảnh. 2. Là di chuyển bằng thuyền mái, cũng giống như xuồng ba lá. Các bạn có thể tham quan, tận hưởng không khí nơi đây, nhưng với một vận tốc cao hơn, nhanh hơn và sảng khoái hơn, với không khí mát mẻ giữa tán cây tràm xanh mát, lướt qua những hàng bèo xanh mướt. Nhưng Wowy Si thấy cách tận hưởng tốt nhất, trọn vẹn nhất là đi trên cây cầu, có tên là cầu tình yêu. Đây là cây cầu được làm từ tre, có chiều dài lên đến hàng trăm mét, len lỏi giữa khu rừng xanh ngắt. Cây cầu tình yêu được đặt ngay giữa lòng rừng tràm, có nhiều rốc sóng ảo tuyệt đẹp cho các cặp đôi hay các bạn tha hồ sóng ảo nha. Vẫn như các chuyến đi trước, WC khuyên các bạn cách tốt nhất để cảm nhận không khí và cảnh vật nơi đây là hãy đến và trải nghiệm. Còn giờ chuyến đi cũng khá dài, WC chào tạm biệt cả nhà. Nhớ like, share và đăng ký kênh để đồng hành cùng WC trong những số tới nha.